Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Thưa quý vị, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 14 sáng nay ngày 10 tháng 8, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Dương Đình Huệ, Ủy ban thường vụ Quốc hội tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn đối với nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực và trách nhiệm của Bộ Công an. Phiên chất vấn được tổ chức trực tiếp tại Hội trường Diên Hồng và kết nối trực tuyến tới 62 đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương. Dự phiên chất vấn tại điểm cầu Long An có Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Thanh Hải, các đại biểu Quốc hội khóa 15 đơn vị tỉnh Long An công tác tại địa phương. Phát biểu khai mạc phiên chất vấn Chủ tịch Quốc hội Dương Đình Huệ cho biết, trên cơ sở đề xuất tổng hợp của 58 đoàn đại biểu Quốc hội, các phiếu chất vấn của đại biểu Quốc hội, báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác dân nguyện, ý kiến phản ánh kiến nghị của cử tri và nhân dân cả nước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết lựa chọn chất vấn hai nhóm vấn đề thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công an và Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch. Do nội dung của hai lĩnh vực chất vấn có phạm vi rất rộng, Chủ tịch Quốc hội Dương Đình Huệ đề nghị các đại biểu Quốc hội hội bám sát chủ đề chất vấn để đặt câu hỏi ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề và tranh luận thẳng thắn, trách nhiệm, mang tính xây dựng cao. Các bộ trưởng trả lời thẳng thắn, không né tránh, đúng trọng tâm, đưa ra các giải pháp thiết thực, hiệu quả, khả thi cho cả trước mắt và lâu dài để nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên từng lĩnh vực. Vấn đề đáp ứng yêu cầu và kỳ vọng của cử tri và nhân dân cả nước. Trong buổi sáng, các đại biểu Quốc hội chất vấn các nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực và trách nhiệm của Bộ Công an, gồm công tác đảm bảo an ninh an toàn thông tin và phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật trên internet quản lý nhà nước về an ninh mạng, an toàn đối với hệ thống an ninh mạng quốc gia. Trong giai đoạn hiện nay, công tác phòng chống tội phạm công nghệ cao, đặc biệt là tình trạng đánh bạc, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tình trạng đưa thông tin không chính xác, phát tán các video clip phản cảm độc hại. Việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội, Quỹ ban thường vụ Quốc hội về công tác phòng chống tội phạm, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy, tội phạm cho vay nặng lãi, tội phạm liên quan đến hoạt động tín dụng đen. Đồng thời Bộ Công an cũng trả lời chất vấn các vấn đề về xây dựng dữ liệu quốc gia về dân cư, cấp thẻ căn cứ công dân có gắn chip điện tử, đảm bảo kết nối với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, đảm bảo quyền khai thác thông tin của các cơ quan tổ chức cá nhân, vấn đề bảo mật thông tin cá nhân, việc cấp và sử dụng hộ chiếu phổ thông mới. Ngoài trách nhiệm trả lời chính là Bộ trưởng Bộ Công an và Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, Bộ trưởng các Bộ Tư pháp, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ, Ngoại giao, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan. Trong buổi chiều, các đại biểu Quốc hội sẽ chất vấn nhóm vấn đề thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Thông tin về phiên chất vấn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 15 sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật trong chương trình thời sự 18 giờ 30 phút hôm nay. Mời quý vị đón theo dõi. Xin chuyển sang những nội dung khác. Thưa quý vị, nhân dịp đại lễ Du Lan Phật Giáo và lễ Trung Quân Đạo Cao Đài năm 2022, lãnh đạo Quyện Quỹ Tân Thạnh và đoàn công tác tổ chức đến thăm chúc mừng các cơ sở thờ tự trên địa bàn huyện lãnh đạo huyện quỹ đã đến thăm chùa Thiền Tông, chùa Phước Hưng, ban nghi lễ cao đài tại xã Tân Quà, chùa Thiền Bủ, chùa Thiền Giác, chùa Thiền Đức, chùa Thiền Quang và họ đạo liên xã Nhân Ninh. Tại các nơi đến, lãnh đạo huyện quỹ đã gửi lời chúc mừng đến các chức sắc chức diệt cùng các tăng ni Phật tử và ban cai quản họ đạo nhân dịp lễ Vu Lan 2022, Phật lịch 2566 và lễ Trung Quân đạo cao đài năm 2022. Lãnh đạo huyện quỷ đánh giá cao những đóng góp tích cực của các chức sắc chức diệt tăng ni Phật tử và đồng bào theo đạo cao đài, nhất là các hoạt động an sinh xã hội. Qua đó đề nghị các vị chức sắc trụ trì, các cơ sở Phật giáo, ban cai quản họ đạo trong thời gian tới, tiếp tục tuyên truyền vận động Phật tử đồng bào theo đạo cao đài trên địa bàn quyện chấp hành tốt đường lối chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, sống tốt đời đẹp đạo, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Thưa quý vị, gói hỗ trợ tiền thuê nhà theo quyết định số 08 của Thủ tướng Chính phủ đã gần đến hết hạn cuối nạp hồ sơ là ngày 15 tháng 8, sau gần 4 tháng triển khai. Tuy nhiên đến nay mới có 31 địa phương đã giải ngân được hơn 350 tỷ đồng kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà cho trên 620.000 lao động, chỉ đạt khoảng 6% so với dự kiến nhu cầu hỗ trợ. Với khoảng 33 tỷ đồng đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt cho hơn 63.000 lao động, đạt gần 50% số hồ sơ tiếp nhận và tỷ lệ giải ngân so với hồ sơ phê duyệt đạt hơn 57%. Long An là một trong những tỉnh thành phố có tỷ lệ giải ngân cao bên cạnh các địa phương khác như là Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Bắc Giang, Hà Nội. Hiện có 29 địa phương chưa thực hiện giải ngân kinh phí hỗ trợ. Một số địa phương có tỷ lệ giải ngân kinh phí chưa đến 1% như Ninh Bình, Nghệ An, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, An Giang Đặc biệt, một số địa phương có số lượng dự kiến đối tượng lớn nhưng mà kinh phí giải ngân đến nay vẫn rất thấp như là Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Ninh, Bà Rịa Vũng Tàu, Kiên Giang. Theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, lý do việc hỗ trợ chậm là do một số cấp ủy chính quyền địa phương chưa quan tâm đúng mức, còn thờ ơ, thiếu trách nhiệm trong công tác chỉ đạo tham mưu và còn lúng túng trong việc bố trí sử dụng kinh phí để hỗ trợ. Hiện tại, bộ này đang khẩn trương phối hợp với các bộ ngành địa phương để đôn đốc triển khai, đảm bảo nguyên tắc kịp thời, đúng ý nghĩa của chính sách này. Thưa quý vị, hôm nay ngày 10 tháng 8, đúng kỷ niệm 61 năm ngày vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam, lãnh đạo địa phương và hội nạn nhân chất độc da cam Điều Xin đã tổ chức các hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ động viên nạn nhân, gia đình nạn nhân, phấn đấu dương lên trong cuộc sống, tin từ các địa phương. Tại huyện Cần Đức, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin huyện đã tổ chức họp mặt và tặng quà các nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam trên địa bàn huyện. Ban chấp hành hội ghi nhận sự nỗ lực của những nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam đã vượt qua bệnh tật, vươn lên trong cuộc sống, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương. Đồng thời, ân cần thăm hỏi, động viên sức khỏe, tinh thần của các nạn nhân, cố gắng vượt qua nỗi đau, hòa nhập với cộng đồng. Dịp này, ban tổ chức đã trao tặng 40 phần quà cho nạn nhân chất độc da cam, với kinh phí là trên 34 triệu đồng. Ngoài ra, hội còn trao 8 xe lăn, 7 xe lắc do Nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình vận động hỗ trợ. Tại thị xã Kiến Tường, Hội Chữ Thập Đỏ phối hợp Hội Nạn Nhân Chất Độc Da Cam Thị Xã cũng vừa tổ chức trao 8 xe lăn và một xe lắc cho những người gặp khó khăn không có khả năng di chuyển với tổng giá trị trên 15 triệu đồng. Hiện thị xã Kiến Tường vẫn còn nhiều người khuyết tật có nhu cầu về phương tiện sinh hoạt và mua sinh. Hội Chữ Thập Đỏ Thị Xã sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động mạnh thường quân, hỗ trợ nhằm từng bước nâng cao đời sống vật chất tinh thần, tạo điều kiện cho những người khuyết tật vượt qua hoàn cảnh, vươn lên trong cuộc sống và hòa nhập cộng đồng. Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin thành phố Tân An cũng đã tổ chức thăm tặng quà các nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố. Dịp này, thành phố Tân An tặng quà cho 34 hội viên bị phơi nhiễm chất độc hóa học, mỗi xuất quà trị giá 300.000 đồng. Tại các gia đình, lãnh đạo hội đã ưng cần thăm hỏi sức khỏe, động viên nạn nhân chất độc da cam và thân nhân, tin tưởng vào các chủ trương, đường lối đổi mới của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực lao động sản xuất, ổn định đời sống vật chất tinh thần, phấn đấu vươn lên trong cuộc sống. Thưa quý vị, đã 61 năm kể từ khi thảm họa da cam dioxin xảy ra ở Việt Nam, song những mất mát đau thương mà thảm họa này gây ra trên đất nước ta còn vô cùng nghiêm trọng, với hậu quả di chứng nặng nề ảnh hưởng đến nhiều thế hệ. Dù chiến tranh đã lùi xa gần nửa thế kỷ, song những vết thương vẫn còn hiện hữu trong không ít gia đình trở về từ cuộc chiến bởi di chứng chất độc da cam dioxin để lại nỗi đau không gì bù đắp nổi. Dù đã ở cái tuổi gần đất xa trời, song hàng ngày, cựu chiến binh Nguyễn Thành Ái vẫn phải tự tay chăm sóc hai người con bị ảnh hưởng bởi di chứng chất độc da cam dioxin để lại. Chiến tranh đã lùi xa, song với ông, cuộc chiến giữa đời thường vẫn chưa hề kết thúc. Bạn chiến tranh ấy, thì đánh nhau thì máy bay nó giải mù mệt đấy là chúng tôi chỉ nghĩ là giải mù mịt để cho bộ đội mình khó phát hiện nào chứ không biết là nó giải cái chất độc dioxin. Toàn chăm sóc lại mình thôi. Còn nhà hư thì nó hỏng rồi. Ủa, mấy bố con nó không có tiền để sửa hết. Bây giờ nhiều hôm đang ngủ nó mưa to ấy, nó giọt nước ở giữa giường ấy. Ủa, bố lại phải đi theo mưa. Nỗi đau xuyên thế hệ không phải là chuyện hiếm lạ dưới những mái nhà nạn nhân chất độc da cam. Trong đó có nhiều gia đình có tới 2, 3, thậm chí 4 thế hệ đều mang trong mình chất độc này và phải gánh chịu những biến chứng nặng nề. Tuy nhiên đến nay, phần lớn họ mới chỉ được hưởng chế độ hỗ trợ của người khuyết tật. Bây giờ là mong nhà nước là trông thấy cả cháu, thì quan tâm được cháu tôi thôi, vì bố nó cũng chết, bố nó cũng chết. rồi theo Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin Việt Nam, có khoảng 80 triệu lít chất độc hóa học, 61% trong đó là chất độc da cam, đã được phun rải xuống gần 1 phần tư diện tích miền Nam Việt Nam, làm cho 4,8 triệu người Việt Nam bị phơi nhiễm, hơn 3 triệu người là nạn nhân chất độc da cam. Cái thế thứ ba, bây giờ thật sự nó giật dẹo, nó coi như là liệt chân, liệt tay thật, nhưng bây giờ thì trong cái quy trình của chính phủ là chưa có đến xét đến đối tượng ấy. Thưa quý vị, nhằm góp phần xoa dịu nỗi đau da cam, đảng và nhà nước đã có nhiều hoạt động chăm lo đời sống cho các nạn nhân chất độc da cam dioxin với những việc làm và ý nghĩa thiết thực. Hy vọng những hành động thiết thực và sự quan tâm này sẽ giúp cho các nạn nhân chất độc da cam có thêm điểm tựa và có thêm động lực phấn đấu vượt qua khó khăn, qua nhập xã hội và dương lên trong cuộc sống xin chuyển sang một số thông tin khác. Thưa quý vị, văn phòng chính phủ vừa ban hành thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái và Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp về học phí phổ thông và sách giáo khoa. Theo đó, Phó Thủ tướng giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thống nhất trình chính phủ kịp thời triển khai từ năm học 2022-2023, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về khung học phí đối với những năm học tiếp theo đối với giáo dục phổ thông năm học 2022-2023 đã được quy định cụ thể trong Nghị định số 81 năm 2021, mức tăng không quá 7,5% trong một năm. Thưa quý vị, vào khoảng 17 giờ ngày 9 tháng 8 trên địa bàn ấp 1 xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, xảy ra vụ cháy lớn tại một nhà xưởng của công ty chuyên sản xuất nhựa có diện tích khoảng 3.200 m2. Bên trong kho xưởng có nhiều chất dễ cháy nên ngọn lửa bùng phát và lan nhanh trên diện rộng. Nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy công an quyền Đức Hòa đã điều động 3 xe chữa cháy cùng hơn 50 chiến sĩ đến hiện trường. Ngoài ra, địa phương quy động thêm một số xe chữa cháy của các khu công nghiệp đến chi diện. Đến gần 22 giờ đêm ngày 9 tháng 8, lực lượng chức năng cơ bản khống chế dập tắt được đám cháy lớn được biết vụ cháy không gây thương vong về người nhưng khu nhà xưởng và nhiều tài sản bên trong gần như bị thiêu rụi doanh nghiệp và cơ quan chức năng đang xác định thiệt hại tài sản và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được xác định là do chập điện Bộ Quốc phòng Mỹ đã công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá 1 tỷ đô la cho Ukraine, nâng tổng số tiền viện trợ quân sự dành cho Kiev từ cuối tháng 2 đến nay lên 9,1 tỷ đô la Mỹ. Theo người phát ngôn Lầu Năm gốc, gói diện trợ quân sự mới này bao gồm nhiều tên lửa đất đối không nhằm bổ sung cho hệ thống rocket pháo binh cơ động cao của quân đội Ukraine. Ngoài ra, còn có nhiều tên lửa chống giáp, javelin, đạn dược dành cho các loại vũ khí tầm xa, xe tải bọc thép và phương tiện vận tải y tế bọc thép. Với gói viện trợ quân sự mới này, đến nay Mỹ đã viện trợ 9,1 tỷ đô la cho Ukraine kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt hôm 24 tháng 2 vừa qua. Tuy nhiên, Nga đã nhiều lần phản đối các nước phương Tây, trong đó có Mỹ, cung cấp vũ khí cho Ukraine, khẳng định việc làm này cản trở triển vọng hòa bình tại Ukraine. Trong một diễn biến liên quan, Ngân hàng Thế giới cũng thông báo khoản viện trợ trị giá 4,5 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine do Mỹ chi trả. Số tiền này sẽ hỗ trợ khi ép chi trả các khoản chi phí dịch vụ và lương hưu nhằm giảm bớt tác động kinh tế từ cuộc xung đột Nga-Ukraine. Theo kết quả một cuộc khảo sát vừa công bố, có tới gần một phần tư số người lao động tại Canada đã thay đổi công việc trong thời gian gần đây, chủ yếu vì vấn đề lương thưởng. Khảo sát do ADP Canada Corporation tiến hành cho thấy, lương thưởng là yếu tố quyết định đối với hầu hết người lao động, chiếm tới 88% và nhiều người vẫn có ý định tiếp tục nhảy việc trong 6 tháng tới. Vì thế, các nhà tuyển dụng đang phải điều chỉnh các mô hình trả lương để giữ chân người lao động và duy trì tính cạnh tranh trong thị trường lao động ngày càng khắc khe. Mặc dù tỷ lệ nhảy việc cao, nhưng nhìn chung người lao động Canada khá hài lòng với công việc, khi có tới 93% người lao động hài lòng với vị trí hiện tại và 90% hài lòng với môi trường đang làm việc. Tuy nhiên, kỳ vọng của người lao động sẽ luôn thay đổi theo điều kiện thị trường. <laughs> Nhiều công ty công nghệ lớn như Google, Microsoft, Meta và Amazon vừa cùng tuyên bố chiến dịch vận động loại bỏ dây nhuận. Đây là dây được chèn vào giờ phối hợp quốc tế để giữ thời gian nguyên tử đồng bộ với chuyển động quay thực tế của trái đất nhưng nó cũng có thể khiến hệ thống máy tính và phần mềm gặp lỗi. Từ năm 1972, dây nhuận được thêm tổng cộng 27 lần, gần nhất là vào ngày 31 tháng 12 năm 2016. Tại thời điểm 23 giờ 59 phút 59 giây ngày 30 tháng 6 hoặc 31 tháng 12, đồng hồ giờ phối hợp quốc tế sẽ thêm 1 giây thành 23 giờ 59 phút 60 giây thay vì 0 giờ 0 phút 0 giây ngày tiếp theo. Việc này giúp giữ độ lệch của giờ phối hợp quốc tế so với giờ quốc tế được đo dựa trên chuyển động quay của trái đất, không quá 0,9 giây. Theo CNET, một giây bổ sung gây khó khăn cho các hệ thống máy tính, vốn dựa trên mạng lưới quản lý thời gian không có dây nhuận để lên lịch cho các hoạt động được hẹn giờ trước, chẳng hạn như cập nhật phần mềm hay bổ sung dữ liệu các hãng công nghệ lập luận chèn dây nhuận gây ra nhiều vấn đề như mất kết nối internet các sự cố nghiêm trọng hơn so với lợi ích mà nó mang lại các công ty cũng cho rằng chèn dây nhuận là vô ích bởi tốc độ quay thực tế của trái đất không thay đổi nhiều trong lịch sử